Đây là huấn luyện viên Park So và huấn luyện viên thủ môn Kim Min Ti. Duy Thương rất hay. Không được. Vẫn có bàn thắng. Như vậy là bàn thắng đã đến rất sớm với các thủ chủ nhà Viettel. Từ tình huống căng ngang của Trọng Hoàng, bóng đá khẽ chạm chân một trung vệ bên phía Than Quảng Ninh và đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Hoàng Anh và các cầu thủ phòng ngự bên phía Than Quảng Ninh. Lại một lần nữa, Than Quảng Ninh phải nhận bàn thắng từ rất sớm. Vòng đấu trước, vòng đấu thứ 9, họ phải nhận bàn thua ở phút thứ 2 từ tình huống đánh đầu của Ngân Văn Đại, và bây giờ ở phút thứ 4 của trận đấu thì họ cũng đã phải vào lưới nhận bóng từ nỗ lực của Trọng Hoàng. Phong độ của Trọng Hoàng đang ở một thời kỳ rất cao. Chúng ta cùng xem lại pha vươn rất hay của cầu thủ chủ nhà Viettel. Tình huống vẩy bóng ngoài của Duy Tường có vẻ như người đã ngăn cản quả tạt bóng vừa rồi của Trọng Hoàng là Đào Duy Khánh. Rất tiếc cho trung vệ Đào Duy Khánh, lâu lắm rồi anh mới quay trở lại và xuất hiện trong đội hình chính thức của cao thủ Than Quảng Ninh, nhưng ngay lập tức thì lại điền tên vào danh sách ghi bàn. Đến lúc này thì Viettel đã có được 12 bàn thắng. Trịnh Hoa Hùng, đó là nỗ lực tạt bóng của hậu vệ bên phải cầu thủ Than Quảng Ninh đến từ đội bóng Nam Định. Lỗi lầm hiếm hoi của thủ thành Trần Nguyên Mạnh và suýt nữa thì đã phải trả giá bằng một bàn thua. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống tạt bóng cầu Âu của Nguyên Sa. Nguyên Mạnh ở một tư thế và vị trí rất thuận lợi thì lại để tuột bóng. Hiếm khi nào Nguyên Mạnh mắc sai lầm trong pha bóng này. Dương Văn Khoa đã tạo điều kiện và Trung Hiếu đã thực hiện một cú lấp bóng Hải Huy. Diogo hay Edinson đều rất tự tin. Diego không vào. Trong vòng 2 phút hai lần xà ngang đã cứu thua cho Viettel. Nhưng vừa rồi thì có vẻ như đã có lỗi việt vị của Diego. Hàng phòng ngự của Viettel đang chơi hết sức trực choạc. Điều này khác với sự tập trung và thái độ nghiêm túc của họ ở những vòng đấu trước đó. Lần này thì đúng là Diego đã ở vào vị trí việt vị. Nhưng trước đó là một pha bóng rất lúng túng của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ. Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Rất hay. Trọng Đại. Đó là một quyết định khá táo bạo và có thể nói là cũng chấp nhận được. Không phải. Đó là Bùi Duy Thường. Điều này xuất điểm là Trọng Đại. Trọng Đại ở vị trí khá bất thường. Rất khó chịu, cũng ở cự ly tương tự như thế này và thậm chí là xa hơn một chút thì Hoàng Đức đã đặt trái bóng vào góc cao bên phía tay phải khung thành thủ môn đối phương. Dương Văn Khoa trái bóng rất khó chịu, nguy hiểm. Rất tiếc là Diego đã không thể dứt điểm một cách mạnh mẽ và sắc sảo hơn trong pha bóng vừa rồi, nhưng không hiểu vì sao trong pha bóng này anh lại dứt điểm quá nhẹ và quá hiền như vậy. Bởi thất bại 0-4 trước Hà Nội ở vòng đấu trước. Cai Kê, vẫn là Cai Kê. Đôi chân rất dài của Cai Kê đã giúp cho tiền đạo này ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Đây mới là tình huống dứt điểm thứ hai của Viettel ở trong trận đấu này và nó đều đến từ những sai lầm của những cầu thủ phòng ngự bên phía Than Quảng Ninh. Viettel thi đấu ngày càng hiệu quả, ngày càng thực dụng. Trong giai đoạn vừa qua, trong quãng thời gian vừa qua là một quãng thời gian phải khẳng định rằng Than Quảng Ninh thi đấu hay hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Lỗi thuộc về Hoài Anh và Tiến Duy. Và lỗi nặng nhất đương nhiên rồi thuộc về Hoài Anh. Tiến Duy đã chủ động cài người để cho Hoài Anh xử lý bóng.
cuối cùng thì thủ thành của Taekwondo Ninh đã phá bóng trượt. Người thực hiện đường truyền là Hoàng Đức, một đường truyền có điểm rơi rất chính xác. Cũng phải nói thêm rằng Tài Kề có đôi chân rất dài và chính độ dài của đôi chân đã giúp cho anh xoài được che bóng và đưa nó vào khung thành. Hoàng Đức không vào, bóng đi đúng điểm nối của Sang Hang và cột dọc. Bóng đi đúng điểm nối xà ngang và cột dọc. Rất tiếc cho bàn thắng không được thành bàn của Hoàng Đức. Rõ ràng là với những gì đã thể hiện thì Hoàng Đức đang giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự cảm thấy hài lòng. Và cơ hội thứ hai là cơ hội mà Diego đã thực hiện một pha đánh đầu khó. Nguy hiểm! 1-2! 1-2 cho Thái Quảng Ninh. Đó là pha xử lý của Edinson. Cầu thủ đang với bàn thắng này thì đã vượt lên có được 6 bàn thắng bằng với Văn Toàn trong cuộc đua dành cho những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải năm nay. Viettel đã nhập cuộc hơi chậm trong thời gian đầu của hiệp 2 và ngay lập tức họ đã phải trả giá bằng bàn thắng của Edison, bàn thắng thứ 6 của chân sút này. Ngày hôm nay thì người thường xuyên kiến tạo cho Edison là Nghiêm Xuân Tú thì đang phải ngồi theo dõi trận đấu trên khán đài bởi chấn thương đầu gối. Huống mà cả một hệ thống phòng ngự của Viettel đã mắc lỗi từ tình huống tranh bóng một với Trung Hiếu, rồi sau đó thì Trọng Hòa, xin lỗi, Bùi Duy Thường đã có một tình huống có thể nói là kèm người rất hời hợt, sự linh cảm nào đó. Đó là một pha bóng khó đối với Hoàng Đức, nhưng nếu như có được sự quan sát từ trước hoặc là những cảm nhận tốt hơn thì Đức Hoàn Toàn có thể sẽ có được đường truyền cho Cai Kề đứng chống trải bên phía hành lang cánh phải. Còn đây là tình huống tăng tốc và tạt bóng khó chịu của Edinson. 5 trận giữ sạch lưới. Nguy hiểm! Không vào! Gia Hà ở khoảng cách chỉ khoảng 2 mét thôi lại đệm lòng lên trời. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Tình huống đá phạt góc rất khó chịu của Hoàng Đức. Dương Văn Hào đánh đầu trượt, còn Gia Hà thì đã bị lưỡng lự trong tình huống dứt điểm của mình. Không hiểu vì sao Gia Hà lại đưa ra sự lựa chọn như vậy. Văn Khoa thì pha bóng là Thanh Bình, tình huống tạt bóng tốt. Hải Huy, rất tiếc là tình huống dứt điểm của Hải Huy là hơi nhẹ. Đó là một pha bóng mà đội trưởng bên phía Thanh Hòa Ninh đã chọn vị trí tốt. Anh đón được điểm rơi chính xác từ tình huống pha bóng của Thanh Bình và dứt điểm. Nhưng ở một tư thế bị đối thủ kèm sát, Hải Huy đã không thể có được lực đánh đầu tốt hơn. Và pha dứt điểm của anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Nguyên Mạnh. Đã có một bàn thắng bằng đầu ở mùa giải năm nay, kiến tạo của Nghiêm Xuân Tú cũng là trung vệ chủ lực của bóng lên ngôi. Trọng Hoàng không được, rất tiếc là ở pha dứt điểm cuối cùng thì Trọng Hoàng đã không có được một chân trụ thực sự chắc để thực hiện pha dứt điểm chính xác. Đây không phải là tình huống phối hợp ăn ý đầu tiên giữa Cai Kề và Trọng Hoàng. Hai cầu thủ này cũng đã từng tạo nên bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Một pha phối hợp tam giác rất hay giữa Bruno Matos, Cai Kề và Trọng Hoàng. Pha nhà bóng của Cai Kề là rất vừa tầm, nó rất giống với pha bóng mà Cai Kề cũng đã truyền cho Trọng Hoàng băng lên và dứt điểm tung lưới thủ môn Phạm Văn Phong bên phía Sài Gòn. Có Park Shin Gun, viên thể lực của tuyển quốc gia cũng tham gia làm khóa này. Bruno không được, hai pha dứt điểm liên tiếp của Bruno nhưng vẫn chưa mang lại bàn thắng. 5-4, không việt vị. Trương Tiến Anh, vẫn là Trương Tiến Anh, quá chậm. Rất tiếc cho những tình huống xử lý của các tiền vệ trái của câu lạc bộ Viettel trận đấu ngày hôm nay. Họ đều rơi vào, được đặt vào những hoàn cảnh cực kỳ thuận lợi.
Đáng lẽ tình huống này là tình huống mà Trương Tiến Anh phải căng ngang cho Bruno Matos từ hai nhịp trước đó mới đúng. Không chối nhịp này, và nhịp này là nhịp đặt lòng sang phía cột xa cho Bruno Matos thì chắc chắn tỷ số sẽ là 3-1 ở sân động Quy Nhơn. Và đúng lúc này thì trọng tài Đình Thái đã đổi còi kết thúc thời gian thi đấu cuộc đối đầu giữa Viettel và Than Quảng Ninh. Viettel tiếp tục có chiến thắng thứ 5 liên tiếp và họ đang bám đuổi Hoàng Anh Gia Lai một cách mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.